Vâng, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh của Cương. Hôm nay Cương muốn giới thiệu anh em về cái quy trình Cương pha gỗ để làm một bộ sofa như thế nào, trực tiếp tại xưởng Cương đây, trực tiếp tại trên cầu xẻ Cương đây. Anh em hãy cùng Cương theo dõi cái chi tiết này nhá. Thì trước mặt anh em đây là mình đang pha về cái tựa của một bộ sofa đây anh em nhá. Anh em hình dung ra đây là một cái tựa của bộ sofa mình nhận của một anh khách ở trên Hà Nội. Anh đặt mình về cái tựa nguyên khối đặc. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái quy trình để chia sẻ cho anh em và tất cả mọi người biết cái quy trình mình pha gỗ tại xưởng mình là như thế nào, để anh em có thể hình dung ra, tưởng tượng ra là ở trên cầu xẻ mình xẻ là như thế nào, có những cái điều tốt đẹp gì xảy ra ở trên cái cầu xẻ này. Thì anh em hãy cùng Cương theo dõi hết video này thì anh em sẽ rõ hơn. Thì trước mặt anh em đây là mình pha một bộ sofa gỗ nguyên khối, mình đóng theo kiểu hình góc anh em nhé, chữ góc L. Thì đây là công đoạn đầu tiên, là công đoạn pha gỗ anh em nhé. Mình pha được hai cái tựa đấy rồi, thì tiếp tục sau đó đây mình sẽ chia sẻ anh em là cái quy trình mình đặt một cục gỗ lên, xẻ từ đầu đến cuối để anh em cùng xem. Đó, anh em hãy cùng Cương theo dõi hết cái video này thì anh em sẽ rõ ràng hơn về cái công việc của mình hàng ngày ở xưởng, cũng như là chia sẻ những anh em những cái điều thú vị khi mình xẻ gỗ, nó sẽ gặp những cái rủi ro hay là những cái điều gì ở trong cái cây gỗ. Thì anh em hãy cùng Cương để xem, để biết được. Nó chứ không phải anh em cứ nghĩ một cây gỗ rất là đẹp mà xẻ ra thì không biết cái điều gì ở bên trong. Nên là cứ hãy tưởng tượng là mình mua một cây gỗ là như thế này. Đây anh em nhìn nhá, cây gỗ rất là đặc, cái đầu nó đặc, hầu như là không có ruột luôn. Nhưng mà không biết bên trong là xẻ ra nó sẽ như nào đâu. Nên Cương cứ nói trước điều đấy, để anh em hãy cứ tưởng tượng, hãy cứ hình dung ra cây gỗ này như Cương đánh giá. Anh em nào đi mua thì đánh giá nó là 100% nó không có ruột. Không có ruột xẻ ra thì nó cũng chả có tí lỗi lầm nào. Đó là cái điều anh em thường khi đánh giá như vậy. Nhưng mà Cương thì cũng chả chắc chắn một cái điều gì khi trong cái cây gỗ mà mình mua là mua cái như này. Tại sao Cương lại nói thế thì tí nữa anh em sẽ biết được cái điều bí mật này, để anh em mua hàng anh em tránh được cái điều này. Hãy cứ theo dõi hết kênh của Cương thì anh em sẽ biết được vì sao Cương nói như vậy. Thì thực ra cái cây gỗ này là nó có vấn đề đấy anh em ạ. Có vấn đề ở đầu cây kìa. Rồi anh em xem nhá. Anh em sẽ xem thì anh em sẽ biết được. Cái cục này Cương tính Cương xẻ ra để Cương làm tượng. Đấy anh em nhá, rộng 70x70 chứ không phải làm mặt cái tấm này đâu. Nên là anh em cứ hãy hình dung và tưởng tượng ra Cương xả cái tấm này ra. Hãy cùng Cương theo dõi hết video này để anh em có thể có cái nhìn rõ ràng hơn, chi tiết hơn anh em nhá. Đấy, xả mạch đầu ra đây rồi. Thì mạch này thì thường khi mình chỉ làm những cái ván nhỏ thôi, tại vì nó có rác rất là nhiều ở trên bề mặt cái kia, nó phủ kia, thế nên mình cũng chả làm được cái điều gì cả. Đấy, hở lõi ra mới được có tầm 20 phân thôi. Nên là tiếp tục phải xẻ thêm mạch lửa xuống tầm 4 phân nữa thì bắt đầu nó hở lõi to ra thì mình bắt đầu mới làm được việc gì đó. Đây anh em nhá, mình xin được tờ nhanh đi. Mình đây là mạch thứ 3 rồi. Anh em xem mình mở bát cái tấm này ra. Đấy, mở bát tấm này ra thì bên trong là nó sẽ như nào thì anh em sẽ được biết ngay sau đây. Anh em hãy cùng Cương xem cái video này. Xem hết cái video này anh em sẽ biết được cái điều gì nó ở bên trong cái cây gỗ này. Đây anh em nhá, chuẩn bị mở bát đây rồi. Đấy anh em thấy chưa, cái điều Cương không mong nhất thì nó đã xảy ra. Kia chính là cái tấm là cái phần kẹp cây kìa, kẹp của cái đầu cây. Đấy là điều Cương muốn nói anh em đấy. Đấy anh em nhìn cái phần từ tay ông em cầm cái cẩu kìa đến phần này là nó là cái kẹp cây gỗ đấy. Đấy anh em nhìn thấy chưa. Nên là khi mình xẻ ra như này thì xác định cái tấm này chỉ mình làm cái tựa thôi. Tựa anh em nhá. Đó. Nếu anh em thấy video chia sẻ của Cương lên mà hay mà có ý nghĩa thì hãy đăng ký vào kênh của Cương để Cương có thể chia sẻ anh em biết nhiều điều thú vị hơn về gỗ. Một cây gỗ đẹp như này chưa chắc đã là đẹp bên trong anh em nhá. Đó là điều Cương muốn nói.